Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đông Dương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Nạn Cứu Khổ Chúng Sinh. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, Lâm Mạch, Táo Quân và chư vị tôn thần, các cụ tổ tiên nội ngoại, chư vị tiên linh. Năm nay phút giao thừa năm cũ, năm Canh Tý với năm mới Tân Sửu, chúng con là Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Nữ, sinh năm 1950, ngụ tại ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật Tống Cựu Nghênh Tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên Đán. Tín chủ chúng con thành tâm tu biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật Thánh, dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa, Hỷ Thần, Phúc Đức Chính Thần, Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Lâm Mạch Tài Thần, các Ngài Bản Gia Táo Phủ Thần Quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật. Còn lại kính mời các cụ tiên linh, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc, đệ huynh, cô dì, tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng, thụ hưởng lễ Phật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ Phật. Nguyện cho tín chủ minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đông Dương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Nạn Cứu Khổ Chúng Sinh. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, Lâm Mạch, Táo Quân và chư vị tôn thần, các cụ tổ tiên nội ngoại, chư vị tiên linh. Năm nay phút giao thừa năm cũ, năm Canh Tý với năm mới Tân Sửu, chúng con là Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Nữ, sinh năm 1950, ngụ tại ấp 3, xã Phú Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật Tống Cựu Nghênh Tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên Đán. Tín chủ chúng con thành tâm tu biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dường Phật Thánh, dâng hiến tôn thần, tiến cúng tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa,
Hy thần, Phúc đức chính thần, Ngài ngũ phương, ngũ thổ, Long mạch tài thần, các ngài bản gia táo phủ thần quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật. Còn lại kính mời các cụ tiên linh, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc, đệ huynh, cô dì, tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng, thụ hưởng lễ Phật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ Phật. Nguyện cho tín chủ minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.